Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Rồi Bây giờ điểm điểm mạnh điểm yếu của em bạn em trai bên kia. Do kỹ tính quá đúng không? Kỹ tính quá hả? Rồi mời nhà gái. Dạ, rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Dạ. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ về đi. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những cái Dạ. mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là Dạ sao? là dạ là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. dạ Thế là mối dạ tình dài nhất của mình là bao lâu? à, dài nhất luôn của con là 6 tháng. 6 tháng. Dạ Vậy đó hả? Mà mấy dạ lần 6 tháng rồi? dạ có một lần 6 tháng Một lần thôi. 6 tháng thôi. dạ Còn lại là linh tinh là à, 1-2 tháng thôi. dạ có người thì 1 tuần. Dạ Vậy là đâu có gì sâu đậm đâu đúng dạ không? dạ Yêu cái người 6 tháng đó là hai bạn đã có một cái tình yêu mà đậm sâu với nhau chưa? dạ chưa ạ. Tại Chưa. vì gọi là yêu xa, tại vì con ở Tây Ninh còn người đó ở thành phố. Vậy đó hả? Dạ. Có nắm tay nhau chưa? Dạ có rồi. Có hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Vậy là Dạ. cũng biết yêu là gì rồi đúng Dạ không? dạ. Vậy là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được hơn năm rồi ạ. Hơn 1 năm do Dạ. là yêu xa đúng không? Dạ, không phải yêu xa nữa mà là hai người chưa có kết nối với nhau nhiều quá. Dạ. Thì yêu xa cho nên mình không Không có có cái tin cơ hội để tưởng. mình tìm hiểu nhau nhiều đúng Dạ không? dạ. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình. Mấy Dạ, tháng? được cũng được 2 năm. 2 năm cũng sâu Dạ. đậm mà. 8 năm rồi. Dạ, vẫn chưa, vẫn ở không một mình, chưa Nhưng tại có tìm sao hiểu 2 năm ai. lại kết thúc? Dạ, vì em quen thì bạn nó cũng còn nhỏ tuổi, thì suy nghĩ vẫn mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Thì tình yêu lúc đó thì 2 năm cũng chưa đủ lớn, thì nó sâu đậm, thì có nhiều cái thì tính cách mỗi người nó khác nhau nên không hợp nhau thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ, gia đình có con. Cũng bạn ấy thì ở thành phố luôn, thành phố Hồ Chí Minh, Cò Rồi, Vấp. bây Dạ. giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng của mình cho bà mối qua nghe đi. Đây, nãy giờ đứng ngắm nghía chàng Dạ. trai. Dạ em chào chị Vân. Rồi, Thì chào Trinh. em cũng rất là hâm mộ chị. Em cũng đang coi cái chương trình Red Drama đó. À, Drama chạy đi đó, web drama Đẹp phải Kia Chạy không? Đi. Đẹp Kia Dạ. Chạy Đi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, vậy là tôi tìm mọi cách tôi phải mai mối rồi. Thì em làm vậy là chị mai mối với em, mọi cách mai mối cho Đó em đó, đó. bằng mọi Dạ. cách phải mai mối rồi. Dạ. Đó chứ bây giờ nè, nếu vậy thì bạn bạn có thể cho tôi biết là cái hình mẫu lý tưởng của cái người con gái mà bạn thích là như thế nào không? Dạ thì em là người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi. Như thì chiều cao thì mét mét rưỡi, mét 55 trở lên, thì dễ nhìn, dễ thương, rồi cân đối, rồi Nước nhịp da sao? đậm đậm đen, da thì cũng nếu mà vừa vừa trắng cũng được, không 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 cần phải Trắng trắng càng tốt quá. đúng không? Dạ. Trắng cũng được mà không trắng cũng không Dạ. được. Thì kính trên nhường dưới. Dạ. Rồi tóc Đó. tóc làm sao? Tóc dài hay tóc ngắn?
Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc ngang vai. Dạ bằng như cô như chị Hồng Vân vậy được là đẹp rồi. Dài hơn được không? Dạ. Dài hơn được không? Dài hơn càng tốt thì đó đẹp cũng nữa, là gọi là không? Phụ nữ người Việt Nam đó. Chính xác luôn, người phụ nữ Việt Nam thì đẹp tóc dài đó. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Ý dạ. Là tóc nature hay là tóc nhuộm? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thấy thích thường thôi, được. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Mẫu người phụ nữ Việt Nam. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu mẫu dạng như là cũng giống như là Lương Bích Hữu thôi. Lương Bích Hữu. Ca sĩ Lương Bích Hữu. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí này có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Dạ. Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó, ông cứ chê bai người ta. Đâu có chê gì nè, đâu. Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. À. À, chào chào gái. Đó. Bây giờ nghe chàng trai nói bên kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Nhưng mà mình có bao nhiêu phần trăm những cái mà bạn đó đề ra? À, mắt thì không đúng rồi. Mắt thì không được rồi. Tóc thì cũng không được rồi. Tóc được, thích tóc dài. Thích tóc dài. Dạ. Chứ có khuôn mặt mà không có miếng gì của Lương Bích Hữu hết trơn hết trời. Cũng không có thân hình vậy luôn. Không tròn luôn á. Không, hình này đẹp chứ. Tròn chi. Tròn chi mệt. Tròn mệt lắm. Làm chi em ơi. Tròn làm chi em ơi. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, con thích là người có bản lĩnh. Bản lĩnh? Dạ. Nói nghe nè, xưng anh đi, xưng anh Linh đi chứ để ông khóc, ông tự kỷ. Không sao đâu, cứ kêu chú mà, không sao một đâu. Một hôm nào mà chương trình bạn muốn hẹn hò mà các cháu cứ gọi chú Linh hoài là tối chú Linh tự kỷ. Sao đâu, chú mới 49 thôi chứ nhiêu đâu, con ba mấy chú 49 chứ nhiêu đâu mà dữ vậy. Dạ, vậy con xin phép xưng anh. Đúng rồi, gọi anh với chị bác không được không sao chứ nha. Giận lẫy đó, cái dòng giận lẫy nó lộ liễu với sợ luôn á. Mệt ghê. Sao vấn đề? Không có giấu được vô trong chú lòng. Chú già thì chú già thôi, có gì đâu, có người già hơn chú mà. Có gì đâu lo. Dạ, dạ. Không sao đâu con, cứ kêu thoải mái đi, vấn đề gì đâu. Dạ, anh Linh ơi. Dạ anh Linh ơi. Ừ đúng rồi đó. Mặt tươi lên liền thấy chưa? Đó, tươi mà mình như là mới được tưới liền á. Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm. Với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi ạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không có ạ. Không có luôn. Không dạ. Có Lương Bích Hữu này kia. Dạ không có, dạ. Rồi thôi. Sao mình không nói là Quyền Linh? Sao mình nói là giống Quyền Linh á? Ôi trời ơi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con. Rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Nay cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Cũng lên đây cũng nhờ hai MC lặng ghép hai đứa. Rồi cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Cơ hội là các bạn tự cho đó. Cô thấy đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Này. Trời ơi. Thấy mẹ có nói đơn giản thôi. Lên bấm nút. Hồi nãy á, lúc Vân để ý á, lúc mà bạn bên kia nói là quê Tây Ninh á, là thấy mẹ. Nè. Tây Ninh ngon ha, thì rước dâu cũng gần ha, đưa dâu cũng gần nữa, qua lại cũng gần. Rồi, khỏe rồi, mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì, và một sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao chào luôn. Chào anh Hoàng Linh và chị Hương Vân. Tôi thì tôi là dì của cháu Thanh Điền. Theo dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoảng mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Chuyện gia đình Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Yeah. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Yeah. Con giờ dì cũng nói là đến đây thì dì cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả? Mẹ đâu? À dạ mẹ cầm cái micro á, xong rồi hai mẹ ra đây đứng nói chuyện mẹ nhau cái coi. Đưa mẹ không. Mẹ đàn mẹ, trai mẹ. Nè. Đó. Rồi mẹ đứng mẹ lên bên nói đàn trai với mẹ bên đàn gái đi. Đây nè. Ra ngay thảm đỏ luôn. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đó. Đó. Hai bà xui gia. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Đàn trai nói gì với đàn gái đi.
chị cũng cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó sao cho hai đứa nó làm quen cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi ok liền. Ok liền. Hai bà xui ôm nhau cái đi. Trời ơi lâu lâu mới gặp mà Tây Ninh xong ca luôn. Xong ca luôn. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Rồi vậy là vui rồi ha. Nói chung là mọi người cũng thấy ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Ông mở rào đâu rồi? Ông ngủ đâu à? Có mở rào cũng ngủ không à? Chào em. Anh có chút quà gửi em. Dạ em cảm ơn anh. Để phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Thì cái này không anh chỉ tặng để góp vô chương trình tin giúp phần một món quà thôi. Chứ còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là cái thắt, anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng dạ. cho anh. Dạ. Và trái tim anh sẽ lớn bao ra phủ lại em, phủ dạ. phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Cho mà lý do gì bảy màu với anh? Dạ. Sao bảy màu với anh? Dạ thì tim gì nhiều màu dữ vậy, một em muốn là tình yêu nó có nhiều sắc màu, nó thay nó sẽ nên biến đổi rồi thì nó sẽ cảm thấy nó thường gần như là nó tô thêm cái tình cảm tình yêu nó thêm giàu giàu dạt hơn thêm thôi. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đó. Rồi, đây là tấm lòng của em. Rồi để bên đây rồi bên nữ tặng quà. Chu dạ. đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Rồi, em cảm ơn anh. Mẹ em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Đúng rồi. Đâu cái gì? Cái gì mà dạ, cái cà vạt à. À cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Tại sao lại tặng cà vạt? Con này em xin phép. Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. Mà nhưng mà phải màu xanh. Màu xanh. Rồi giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Để trói buộc hay là thắt cổ hay gì? Thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Ràng buộc, một sự ràng buộc nhẹ đúng không? Dạ. Rồi. Rồi sẵn đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Thì anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Dạ. Yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. Cho anh nắm tay cái đi. Trời đất ơi. Yêu em giữ viện giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bắt đầu thủy chung. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Chứ thấy bên con trai vũ bão quá. Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. À, dạ. Anh cũng em cũng biết hát đúng không? Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xăm, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ ngồi nói chuyện với nhau đi. Dạ. Đó đúng rồi, em quay qua bên đây. Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Thì em chỉ tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây, đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì ạ? Dạ con này em à.
Con này em giống... Linh, em Quyền Linh á, em ăn con gì dạ? Con này cũng giống giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gặp phải không? Ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Sao em nhiều con vậy Linh? Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Gà trống không thấy cái gì chưa vậy? Ý là kiếm gà trống không có, em mua đại gà trống. Trống phải thấy chứ. Không thấy gì thì thấy gà trống. Ý là em mua gà trống ở Thiệu Thụy á. Gà trống sao mặt mái quá vậy? Thì bây giờ mặt cái người được tặng sao thì nó y vậy thôi chứ. Nhưng mà thì thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Thì chưa? Cũng giống phụ chính nữ vậy thôi. Đảm đó. Đang việc nhà. Người là đàn ông của gia đình. Chân chất mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Thôi hai đứa nói chuyện đi để thì, hết thời gian. Em cũng thích cũng đam mê, cũng thích anh Quyền Linh lắm. Thì nhất là bộ phim Đọc Tiền Sương Máu đó. Dạ, đó, lúc đó anh đó. Quyền Linh đẹp quá trời ha. Quá trẻ đẹp luôn, có để bộ lâu nữa. Đúng rồi. Đẹp lắm. Giờ đỡ đẹp rồi. Giờ bớt chút đỉnh thôi. Không, giờ đẹp lão rồi. Thôi tập trung vào tình yêu hai đứa đi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Như thế nào? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á thì mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Thì thường ông bà người ta nó có câu á là yêu là mù quáng. Có nghĩa là mình không phải là mù quáng là mình không có thấy đường, mà là mình thấy những điểm xấu của người ta thì mình tìm cách, một là nếu mình thích nghi, còn không là mình cố gắng mình để cho người ta biết cái đó để người ta sửa, chứ không có bắt ép gì hết. Không có cái to giữa hai người á, gọi là tình yêu chân chính, em nghĩ là vậy. Em có biết nấu ăn không? Dạ, hồi nãy em có chia sẻ là em biết nấu ăn. Anh cũng nãy cũng tập trung quá cũng quên hỏi em á, không biết em tên gì à? Anh chưa biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ em nhớ anh Trang tên có gì cần không? Hỏi anh tên gì không? À dạ, còn anh. Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ á, anh em không có nghe. Không, em thấy là giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền trong cái giấy xanh tên Điền. Còn hai nhà tên khác nữa. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời đất ơi, ta nói nghe cái câu đó trời, anh Quyền Linh nói là thấy cũng nghe sợ. Có Điền Trang. Ủa, mà Điền Trang, Điền Trang là một cái khu đất rất đúng là rộng. Rồi Điền Trang tức là một cái trang trại lớn, thiệt lớn, rất là giàu. Điền Trang chứ không phải là Nghĩa. Trời ơi. Trời rung ha. Điền Trang là khu đất rộng lắm, giàu có lắm á hai đứa. À, là dạ. Chủ đồn Điền đó, chủ Điền đó. Dạ đúng dạ không? Dạ. Chủ Điền trại, một cái trang trại lớn. Hiện tại giờ em đang ở quê luôn hả? Dạ em ở quê luôn. Dạ em đang ở quê luôn. Ý dạ. Em làm chủ hay là em đi làm thuê? Làm dạ. Dạ em làm tại nhà em. Dạ. Nghe không? Tại nãy cưng nói nhỏ quá đó Trang, phân phối hóa mỹ phẩm tại nhà. Mình có mở spa luôn không em? Hay là chỉ phân phối mỹ phẩm thôi? Dạ em không có làm spa. Dạ. Thì thời gian em rảnh là lúc nào? Trong tuần á, thường rảnh những thời gian nào? Thường trong tuần rảnh là chắc thứ hai á. À thứ hai hả? Dạ tại thường thứ bảy chủ nhật là đơn nó nhiều á. Dạ. Rảnh là cả ngày luôn, tới tối luôn. Dạ dạ, có khi tối khách cần thì em vẫn giao cho khách. Không sao, thì nếu mà em bận mấy ngày mà anh nghỉ á thì anh lên đó phụ em thôi gì đâu. Dạ. Lên đó em phụ em nhận ship hàng cho em cũng được. Đúng anh, rồi. Anh cũng là cũng từng nhận đi ship hàng rồi đi. Đi dạ, chúng ta cũng đi mình điểm đi hàng anh cũng không ngại vấn đề, anh đi lên xuống nhiều lắm. Chính xác. Hồi xưa là cái đường trường anh đi nhiều lắm, anh không có gian khổ là anh không có ngại vậy đó. Nên có gì nếu mà em sắp xếp không được nghỉ thời gian anh nghỉ mà em lại làm thì anh hỗ trợ cho gì đó. Dạ. Mình cũng cùng tỉnh mà, cùng quê mà. Dạ. Về live stream rủ anh đi chợ Hồng Dân live stream bán hàng luôn. Dạ. Trời ơi, thấy Lê Dương Bảo Lâm không, hai vợ chồng nó bán mà tao nói quá trời bán luôn mấy đứa ơi. Đó. Em thấy anh thế nào? Dạ anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. Vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy mà chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Dạ. Thì chúc anh sẽ biết. À biết kết quả hả? Dạ.
Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào, hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân, dạng như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào, nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Dạ. Tại vì cũng phải lắng nghe rồi tôn trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết, thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Cũng vẫn là em cứ dặn như là có ghen không? Hay là ghen hay gì không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không ghen vậy là chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao, nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen là anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dặn mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa, ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ em nó dễ bị rằng tình cảm nó nhạt lắm, thiệt là nhạt lắm. Thật sự là nếu mà mình không ghen là tình cảm dặn như mình chưa tới, hay là tính của em, tính là em như vậy. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Ý gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao đi. Tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè, thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Dạ, nhức đầu giữ. Quá hả? Dạ. Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Nó tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Nếu mà ngành nghề mà mỹ phẩm nữa thì rất là chuộng bây giờ. Nếu mà được thì cũng tương lai thành lập công ty rồi phân phối nhiều chỗ thì nó cũng kết hợp lại cũng được. Cũng tốt, rất tốt. Thì anh thì nó tức là anh là người rất là trách nhiệm và rất là điềm đạm và rất dễ bị cảm xúc cảm động á. Thì anh thì nặng tình cảm lắm á. Ai mà dặn ai quý ai đó thì là quý rất là nhiều, thật là sự rất là quý đó. Tính em anh là đến nó vậy. Dạ. Rồi quan điểm về con cái thế nào, con trai con gái? Dạ, gì đó thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà dạ. Em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. 32 rồi đó. Dạ. 32 dạ. sớm chút đi. Nếu mà tuổi em thì nếu mà được thì cũng 2 là đủ ha. Em thích nam hay nữ? Dạ hay em gái? Đều thích nam, em thích nam nữ đều được hết ạ. Thì anh cũng vậy, em cũng thích nam nữ thì nó. Dạ. Thì mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Tính kết hôn. Tìm hiểu nhau nếu đủ chín á. Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà 5 cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. Chứ nếu mà hai người tìm hiểu hoài mà không có ra cái vấn đề thì cho thời gian giờ 5 năm hoặc là 2 năm cũng không có ra. Thì 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Nhưng mà thì mình chịu khó, quan trọng là mình hiểu nhau, là tìm hiểu nhau, chịu khó. Quan trọng thời gian của em làm, thấy có thời gian để nhắn tin đồ hay là gì không? Em cũng hơi ngại cái vấn đề đó đó. Dạ, em hỏi anh có ghen không ạ? Anh thì cũng ghen đó, anh yêu cũng ghen, nhưng mà ghen đúng mực thôi. Ghen đúng nhiều không? Không, ít, không nhiều. Em tại em sợ lắm. Là em tiếp xúc nhiều. Dạ, công việc của em là đàn ông hả? Dạ, đúng rồi. Em tiếp xúc nhiều, đi ra ngoài nhiều, đôi khi em đang bận á thì em không có nghe điện thoại đồ á, thì có khi nhiều người ta ghen nhiều á thì không nghe, bắt đầu cái người ta gọi là bật giận trong người lên á. Mất công đó. Dạ. Không, cái đó thì trong tình yêu mình quan trọng cái yếu tố đó là phải tin tưởng nhau. Dạ đúng rồi. Đó, tin tưởng nhau, hiểu nhau. Thì mình á, mình vẫn giữ đạo là được rồi. Mình dù tiếp xúc với ai chăng nữa
Nhưng mà một lòng vẫn hướng về gia đình, hướng về người chồng yêu dấu của mình là được rồi. Trời, hướng về người chồng yêu dấu. Em bán hóa mỹ phẩm mà em đối tác em đàn ông nhiều lắm hả? Dạ. Trời ơi, vậy đàn ông này xài mỹ phẩm dữ quá ta. Dạ khách hàng á. Khách hàng còn là ông không hả? Đa phần. Trời ơi, đa phần đàn ông. Ủa, vậy là em bán, vậy là em bán những cái đồ cho nam nhiều hả? Dạ không có, quá phẩm là bán đồ. Son phấn đó. Quá phẩm cho người ta tiêu dùng hàng ngày á, cô Hồng Vân. Quá nhà phẩm cửa không, dạ không quá phẩm với mỹ phẩm. Cái đồ của Linh á. Hóa mỹ phẩm hả? Dạ. Hóa mỹ phẩm á, đồ lau nhà, nước rửa tay. Dạ dạ. Ông vợ hay đi chợ nó giữ ta. Được rồi, nói chung là ông giờ thay đổi hết rồi. Có thể xài mỹ phẩm, có thể tự đi mua hóa mỹ phẩm. Hóa mỹ phẩm đó. Dạ. Rồi, bây giờ này. Em nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Dạ. Nói đi rồi mình tiến hành bấm nút. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao. Là hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó. Hơn gần vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Vượt tầm kiểm soát đúng rồi. Rồi thì anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì có duyên. Dạ. Này là thật sự là cái duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là bị chạnh lòng hay là buồn thay tủi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông trách nhiệm, anh cố gắng sẽ cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Quá wow, hay luôn. Khoan, trước khi bấm cho em hỏi câu anh có hay nói ngọt không ạ? Không, đôi lúc anh cũng có nói ngọt. Dạng như anh cũng có lãng mạn á. Ý là trong cuộc sống là anh nói ngọt hay là không thích nói ngọt? Em đối với anh đó hay sao? Em nói ngọt với anh hay sao? Không, anh đối với người khác á. Cũng có ngọt, cũng có. Anh thích ngọt, anh không thích ngọt. Bản thân anh thích ngọt thì anh không thích ngọt người khác. Ấy là anh có thích nói ngọt không á? Đúng rồi, thích. Thích nói ngọt người khác. Dạ. Thì nãy giờ y chang vậy đó con người, sao nãy giờ cứ gọi là trình bày hết. Nhưng mà ngọt không phải là ngọt, vấn đề là mình nói giả dối mà tấm lòng mình đó. Dạ dạ. Tấm lòng mình nói tức ra tốt ra. Em đó. Phải nói em là một con người nhẹ nhàng, một con người lãng mạn. Dạ, đó. Lãng mạn và là một người tinh tế, đàn ông nhẹ nhàng chứ không có hung dữ, không có cọc cằn, đúng không? Đó là như vậy đó cưng. Không, đây là một người chân thành đó, một chàng trai rất là dễ thương. Anh thấy rằng là cậu này là con người rất là bản lĩnh và vững vàng luôn đó. Biết cách giao tiếp, nói chuyện tốt. Mình không nghĩ kế toán là như thế. Thật sự những người kế toán họ rất là gọi là hơi khô khan chút xíu ha. Nhưng mà anh chàng này cũng tương đối là ướt át đó nha. Tình cảm lãng mạn đó. Dạ. Không phải ta bán robot mà ta như robot đâu, thấy không? Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Tìm ra chưa? Dạ rồi. Rồi. Sao ngồi chi mà khổ dữ vậy? Lấy cái tay dầm qua. Không. Ngồi sát vô. Ngồi sát vô. Ngồi vô giữa nè, vô giữa đi, vô giữa. Dạ rồi rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ thì mình trò chuyện cũng khá lâu. Mình cũng nghe người thân góp ý. Mình cũng cảm nhận từ ánh mắt đến ánh mắt, cảm nhận từ trái tim đến trái tim, từ con người, từ cả cái tấm thân này. Ha. Tính mạng nữa. Tính mạng luôn nữa. Nói tóm lại là mình nhắm mắt lại, kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Bởi vì chúng ta bấm nút là chúng ta lừa dối nhau. Nếu không cảm nhận được gì, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng cướp đi duyên nợ của người khác. Đơn giản là như vậy. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên nha. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. 2 Chúc mừng. Yes. Nào, Giỏi. Sẵn đây thì em xin góp vui một bài hát nữa. Nữa hả? Dạ, vui một quá, bài hát thôi. Vui quá mệt đúng không? Dạ, vui, rất là vui. Thì dạ, em xin hát bài hát Ngẫu Hứng Lý Yêu Cầu. Rồi, bây giờ là phải hát cho tất cả mọi người thấy hát cái bài lâu niềm đài vui của mình đi. Đó. Dạ. À, chuyến xe Tây Ninh gì đó. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây trái, một vườn
một vườn cây xanh hoa trái đơm hương thiên ái qua sông giọng hò mênh mông bằng lòng đi em anh đón qua cầu cầu mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dầu bằng lòng bên anh dưới mái chanh nghèo về đây người quê chỉ có tấm lòng chiếc chuồng có trái tim khỏi luôn đi khỏi đi rồi đó như lắm đủ rồi rối quá hát tùm lum hết trơn luôn nó đang tình cảm hát ngồi mất cảm xúc luôn à. Về tập lại chuyến xe Tây Ninh nha. Dạ dạ. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón cô dâu về. Nhớ nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ nắm tay vô đừng có buông tay nhau. Cặp này là được rồi đó, 32, 34. Nói chung là hợp lý, cũng tới giờ rồi, thấy không? Không có sớm, trễ rồi đó. Dạ. Còn sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt, như con gái vừa mới nói. Dạ. Đứa bán robot, đứa bán mỹ phẩm. Công ty em là robot. À, robot hả? Dạ, với robot. Ủa, robot với robot mấy thứ? Thiếu chữ T, khác chữ T thôi. Robot là gì? robot là cái máy móc, còn robot là con người. Là con robot đó hả? Đúng rồi, con người. Thôi không có bàn gì robot nữa, bây giờ để chưa ta nói chuyện. Ta nói chuyện với mẹ chút xíu đi, em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình đó thì con xin phép. Để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ. Nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình một cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có hay có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. Dạ. Ba chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót thôi, con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ hay được lắm á, bây giờ con thấy này được á cô. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của em Trang đó. Dạ được không bác, vô không mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Bạn Trang nó rồi. Cũng vô thế ghê luôn á, quẹt đó rồi dính liền.